Đây là bài viết Có sao thì nói của tác giả Bánh mì trứng đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, bài viết này xin được phép bắt đầu luôn nha. Đây không phải là một bài viết để trách móc. Nói chung thì cuộc đời tôi cũng đã gặp khá nhiều tình cảnh như vậy. Trong số các bạn nữ tôi quen thì có vài bạn nói chuyện đơn giản. Kiểu tự dưng tôi thấy mặt bạn buồn buồn thì tôi mới hỏi em bị làm sao mà mặt trông như hạt bí ngâm thế. Thế là bạn kể hôm nay bạn bị crush phủ cho một đống về dần xài tới cuối năm cho nên lòng em nó đang nẫu như cái lẩu. Thế là tôi rủ bạn đi ăn lẩu, tôi bao. Tôi ăn còn bạn ngồi chửi thằng kia. Hai đằng đều vui vẻ. Easy mind cho easy life. Thức ăn ngon cứu cả thế giới. Thế nhưng lâu lâu tôi cũng gặp một vài bạn mặt buồn buồn, thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm trong vô định, tiêu cự lạc rơi trên con đường đời. Thế là tôi cũng hỏi bạn bị sao mà mắt cứ đờ ra như phải cần thế, tại tôi tốt bụng quá mà. Nhưng bạn trả lời em chả sao cả. Tất nhiên là tôi biết bạn có sao, nên phải hỏi lại lần nữa, vì đi chơi mà mặt em buồn thì anh cũng có vui đâu. Nhưng bạn vẫn kiên định lý tưởng cách mạng là em méo sao cả, anh im cờ mờ nờ đi. Ủa là sao? Nếu em đã không muốn nói gì thì em đừng tìm anh chứ. Thùng rác còn có tác dụng, còn rap cũng phải đặt ứng dụng cơ mà. Người Trung Quốc có một câu rất hay để minh họa cho trường hợp này, mặt nóng dán vào mông lạnh. Thế là buổi đi chơi rơi vào trầm lắng như chốn cửa thiền. Bạn đã buồn lại còn buồn hơn, còn tôi cũng chả thấy vui vẻ méo gì nữa. Tự dưng thế giới này lòi ra thêm một người bị buồn. Tôi biết là các bạn nữ có nhu cầu và mong muốn được chăm sóc, được hỏi han. Tuy nhiên, các bạn nên dừng lại ở mức vừa và đủ, tôi nghĩ vậy. Mindset của con trai so với các bạn thì tương tự như so một con sứa với cái lò phản ứng hạt nhân về độ phức tạp. Khi một người đã hỏi các bạn lần một, lần hai thì tức là người ta đã để ý có vấn đề và tỏ ra quan tâm. Cho nên có gì thì hãy nói ra, rồi chúng ta cùng tìm ra giải pháp. Hoặc có thể chúng ta chẳng tìm ra cách giải quyết gì đâu, nhưng ít nhất cũng sẽ có người nghe bạn nói gì. Nếu đã hỏi tới lần thứ hai mà câu trả lời vẫn không có gì thì chúng tôi sẽ được lập trình là éo có gì thật. Vì xét cho cùng thì con trai vẫn chỉ là một động vật giáp xác có cấu tạo cơ thể rất đơn giản. Còn nếu đã xác định em cứ giữ cho riêng em biết, mang nỗi buồn giấu chặt vào tim thì hãy gặm nhấm một mình, đừng cho cả thế giới biết em đang có chuyện, rồi sau đó lắc đầu em không có chuyện gì đâu. À, và tôi cũng thấy nhiều bạn tung hô một câu ngôn tình, em cần người yêu mình chứ không cần người hiểu mình. Nhưng sau đó các bạn lại muốn một người có thể nhìn nét mặt của bạn và đoán được chính xác 189.736 triệu nỗi buồn giấu trong điểm cuối cùng của thiên hà là lòng bạn. Tôi đã thấy rất nhiều mối quan hệ đi vào ngõ cụt chỉ vì không ai chịu nói với ai những vấn đề của mình. Không chỉ là trong quan hệ xã hội mà còn trong cả công việc, giáo dục. Nói một cách dân dã, có biết ngứa ở đâu thì mới gãi được chứ. Con người mất hơn 10 tỷ năm để tạo ra ngôn ngữ giao tiếp với nhau, và muốn gì thì nói ra sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Như Merce đã hát, If you want somebody, speak up. À, tất nhiên là bài viết này cũng chỉ viết trên góc nhìn của quan điểm con trai thôi. Các bạn nữ có thể có suy nghĩ khác, nhưng nói thật thì chúng tôi không biết. Và nếu như các bạn có bất cứ ý kiến thắc mắc gì thì đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới. Và nếu như bạn đang nghe video này mà chưa subscribe kênh thì hãy subscribe liền nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Nguyễn Lê Minh Thi.